theo một nhân viên tín dụng của công ty tài chính có dịch vụ cho vay trả góp. Hiện nay, có hiện tượng một số đối tượng lợi dụng mua bán trả góp, thậm chí lừa đảo để kiếm lời. Bên trong nội tại, bên trong cái cửa hàng đấy, người ta móc nối với khách hàng, dẫn khách hàng đến và không cho lấy sản phẩm, và lấy thay bằng tiền mặt. Người ta thu lại sản phẩm của cái người đăng ký đấy với giá rẻ hơn, xong người ta lại bán, cứ mua đi bán lại thế thì người ta kiếm lợi nhiều hơn là cái bán thẳng kia. Ví dụ anh là người đang cần tiền, anh đến một cái shop, anh Google hoặc là đến một cái shop nào đấy người ta quảng cáo người ta muốn cho anh vay tiền ấy, anh qua hình thức trả góp thì anh chỉ cần giấy tờ thôi với thông tin của anh, thì đến đấy thì người ta sẽ nhập, nếu mà được duyệt ấy, thì người ta sẽ đưa cho anh bao nhiêu tiền. Đây là một hình thức khác thì là một hình thức lừa đảo. Đúng rồi, nói chung là lừa đảo đấy. Một nguy cơ khác có thể gặp phải, như một người chuyên bán hàng trả góp có uy tín ở Hà Nội cho biết. Trong lĩnh vực trả góp hiện nay, có nhiều đối tượng cò mồi, mượn chứng minh nhân dân, thậm chí thuê vài trăm nghìn để mua sản phẩm trả góp. Lợi thì chưa biết, nhưng người cho mượn, cho thuê chứng minh nhân dân đã mất quyền tiếp cận vốn sau này. Tuy nhiên thì hiện nay thì đôi khi cái nhu cầu nó không phải nhu cầu thật, mà nó, người ta vẫn đứng ra mua. Ví dụ có những sản phẩm, ví dụ như người ta mua sản phẩm xong người ta bán đi, người ta lấy tiền mặt chẳng hạn. Thế là nhiều các bạn sinh viên thì không ý thức được cái chuyện mà đi vô trả góp. Nhiều lúc các cái cò mồi trung gian người ta nhờ đứng tên để đi làm cái hồ sơ trả góp, sau đó thì bán lại máy để lấy tiền. Mỗi hồ sơ người ta cho khoảng tầm đôi 300-500. Thế nhưng mà khi mà bị nợ xấu thì sau này ra trường là vào ngành ngân hàng là coi như là không vào được rồi. Mình cứ nghĩ là có thể lúc đấy mình nhìn là nó rất ít, nhưng thực ra đến khi đến lúc đùng mình già thì nó là món tiền rất là to. Thực tế mua trả góp hiện nay chính là dịch vụ cho vay tín chấp. Người tiêu dùng hay người vay tín chấp chỉ cần chứng minh nhân dân, thông qua chứng minh thư, hộ khẩu là có thể vay dễ dàng. Tuy nhiên, nếu người vay không đúng đối tượng, không đúng mục đích thì đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về sau cho người cho mượn, cho thuê thông tin cá nhân.